Và ở ngược 12 chúng ta thấy một đồng đường ta Việt Nam ơi, mở đầu mới tôi tính khoảng 50 người tham gia cái đồng ca này rất ấn tượng. Một khát vọng Việt Nam qua bài ca này để phục vụ cho cái gì công nghệ. Và ở thứ ba là cái triển lãm mini chúng ta rất yêu cầu rất xem những dịp lâu năm, những dịp mới, những dịp quy mô khác nhau, nhưng mà chúng ta đã thấy sự thành công bước đầu của kinh nghiệm Việt Nam, hoàn toàn của Việt Nam về những điều công nghệ và phát triển nhân về số lượng, về quy mô và tính chất phức tạp của công nghệ ngày càng được Việt Nam thiết kế sản xuất ứng dụng thành công. Và tất nhiên tôi cũng rất ấn tượng những bài phát biểu rất quan trọng của ông Thích Sĩ Toa, những kinh nghiệm của ông quan trọng, ông Thế Thích từ Nhân Bản NDB, ông Trung Thành từ Trường Đạo Trên Đây, ông Nguyễn Trung, đến từ nhà quản lý nhà nước đứng đầu chúng tôi và ứng dụng công nghệ trong quản lý nhà nước. Rất nhiều bài phát biểu của chuyên nghiệp hôm nay đã nêu ra những cái kinh nghiệm, những định hướng, những cái mắt cứu, những kiến nghị đối với chính phủ, đối với chính phủ hết sức sâu sắc. Và có thể nói là chính phủ và các bộ trưởng, các cơ quan quốc hội có mặt ở đây mà lắng nghe và xử lý được những cái kiến nghị của các chuyên này đó, chắc đó là một cái bước thành công giúp cho doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam. Thì tôi muốn nói khí là cái thức hội nghị này thì tôi sẽ giao lại vấn đề này cho đồng chí bộ trưởng thông tin. Chúng ta gọi là bộ 4T là một cái chỉ thị về phát triển doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam, một chiến lược hay một chương trình hành động gì đó của chính phủ về phát triển doanh nghiệp công nghệ để trình với thủ tướng chính phủ trong tháng 6 và hội chính phủ được các bộ có liên quan phối hợp để sớm ra cái chiến lược của cái chỉ thị này để làm cơ sở pháp lý cho việc triển khai nhà nước và thể chế là chính sách để tạo điều kiện cho doanh nghiệp công nghệ phát triển để cụ thể hóa lộ trình bước đi và chỉ rất kèm theo để phát triển được công nghiệp. Thì như vậy thì thủ tướng đã có cái này sau khi bộ trưởng và bộ trưởng trình trở lại đây tổng hợp chính trị để triển khai để làm sao mà nó hệ thống hơn. Thì tôi nhớ năm khi tôi nhận nhiệm vụ năm 2016 đó, cũng chỉ là một cái thông tin Việt Nam tôi đã giao cái này nhưng các đồng chí chưa làm. Bây giờ nó phải làm như này rõ hơn về chiến lược, về quy hoạch phát triển, về chính sách, về thể chế để ta phát triển bài bản hơn ở một đất nước mà dân số gần 100 triệu dân, quy mô lớn. Còn hôm nay thì tôi phát biểu một số vấn đề ở cách tổng thể và ý kiến thôi, không phải là nói toàn bộ. Thì trước hết là tôi xin nói là cách đây 3 năm hay nhiều gì tôi đã nói một khí Việt Nam đã không tiến kịp các nước phát triển, tiến cùng thời đại. Nếu như chúng ta nắm bắt thời cơ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát huy tiềm năng lợi thế trên công nghệ để đưa Việt Nam tiến cùng thời đại, thì cái nhận thức này hành động của chúng ta đó là hành động và nhận thức là ở bước đầu. Nhưng mà rõ ràng còn nhiều rào cản. Anh ta là người chỉ thủy, nhiều người vừa nói trong thấy những này từ nhận thức đã hành động và tháo nhiều rào cản. Và cách đây một tuần tại diễn đàn nước tư nhân Việt Nam tôi có nói từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chính phủ và thủ tướng chính phủ
liên tục động viên doanh nghiệp khởi nghiệp, nuôi dưỡng các mạng lớn để phát triển. Và tôi tin tưởng rằng nền kinh tế Việt Nam chỉ có thể hùng mạnh khi có những doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh toàn cầu. Với ý chí ngủ của những đại doanh nghiệp không bằng lòng của hoàn cảnh đang có mà xông vào tìm kiếm nắm bắt cho bằng được các cơ hội do công nghệ và thị trường mang lại, nỗ lực tìm kiếm công nghệ mới, thị trường mới, đổi mới tổ chức, đổi mới vững. Nhấn mạnh này thấy rằng là vấn đề công nghệ, vấn đề phát triển công nghệ, nhưng công nghệ quan trọng như thế nào khi chúng ta muốn vươn ra biển lớn. Chính vì vậy mà tôi diễn đàn này nêu khát vọng tầm nhìn về định hướng phát triển của Việt Nam hùng cường. Thì tôi xin nêu bảy cái vấn đề mang tính gợi mở, khai quát như sau. Một là công nghệ là nhân tố chính để tăng trưởng kinh tế, thoát khỏi mức trung bình, đưa Việt Nam trở thành nước phát triển. Trong công việc này, đưa đầu tiên mà quý vị đã nói này, các diễn giả quan trọng là nói này, tôi cũng cần phân tích về số liệu về tăng trưởng về thu nhập bình quân. Nhưng mà chúng ta nói rằng về cơ cấu phát triển các ngành lĩnh vực thì chúng ta nói khẳng định rằng muốn phát triển trung bình gì thì chúng ta phát triển những gì. Cho nên vấn đề lớn đặt ra chúng ta hiện nay và thời gian tới đến năm 2045, Việt Nam sẽ trở thành một nước công nghiệp thịnh vượng, hơn 5% dân số là ở mức trung lưu. Và làm thế nào để có mức tiến dài như vậy? Phải chăng đó là một cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đó là khoa học công nghệ, đó là doanh nghiệp công nghệ. Tôi từ đó làm cái này này, đấy là những câu khẳng định của Thủ tướng Chính phủ đối với những vấn đề và cái truyền thông hôm nay. Muốn thúc đẩy du lịch trung bình thì điều đầu tiên phải là làm chủ công nghệ và quản lý, có năng lực phát minh sáng chế ra những công nghệ mới, sản xuất hàng hóa chất lượng cao, tiến lên trình độ đi đầu trong thiết kế sản xuất sản phẩm chất lượng cao. Và các chương trình như đại biểu đã nói, Việt Nam chúng ta hiện mới đang trong giai đoạn chủ yếu là mua các dây chuyền công nghệ. Việc mua các công nghệ, nhất là các công nghệ nguồn còn rất ít. Trong thời gian tới, Việt Nam không chỉ hấp thụ công nghệ để làm chủ công nghệ và tích lũy năng lực, mà sẽ cần phải phát minh sáng chế công nghệ. Đó là con đường duy nhất và tất yếu dẫn đến một quốc gia hùng cường, có nền kinh tế phát triển, dân giàu nước mạnh, cho công bằng, dân chủ văn minh, đảm bảo an ninh quốc phòng, đủ sức bảo vệ tổ quốc. Dùng công nghệ của nhân loại để giải quyết vấn đề Việt Nam, bài toán Việt Nam, và từ cái nôi Việt Nam đắp cho những công nghệ này để đi ra toàn cầu giải quyết các bài toán toàn cầu. Thì tôi khát vọng, tôi mong muốn chúng ta không chỉ làm giàu bằng xuất khẩu công nghệ, cung cấp công nghệ. Cho nên vấn đề thứ hai đó là doanh nghiệp công nghệ là hạt nhân để thực hiện khát vọng một dân tộc quá rộng năm 2050. Với xu thế sôi động không thể đảo ngược của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và nền kinh tế số, các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam có vai trò đặc biệt quan trọng, vai trò bản lề phát triển kinh tế cho đất nước. Kinh tế số, kinh tế sáng tạo, kinh tế chia sẻ đang trở thành một xu thế phát triển tất yếu. Do đó, nền kinh tế nhiều tài nguyên và nên không giá rẻ sẽ không còn là lợi thế lâu dài. Chính vì vậy, đổi mới sáng tạo là yếu tố sống còn của doanh nghiệp và của nền kinh tế. Trong dự thảo của Trung ương, nên xã hội chúng tôi trình bày rằng chúng tôi cho rằng đây là một trong những động lực mới để phát triển Việt Nam. Và doanh nghiệp công nghệ cái vai trò thực hiện khát vọng nên công nghệ đóng vai trò lớn nhất
mình ở đây có một cái lớn như thế. Đây có một nghìn người luôn đại diện tất cả cái gì công nghệ. Nhưng qua những lần này chúng ta muốn khẳng định cái vai trò này để phát triển công nghệ. Công nghệ như thế nào? Tôi nói một lời ví dụ số liệu. Hiện nay thương mại trên nền tảng số đem lại cho nền kinh tế Việt Nam mới khoảng 3,5 tỷ đô la, khoảng 1,7 GDP. Dự báo sẽ đạt 42 tỷ đô la vào năm 2030 thông qua việc thúc đẩy công nghệ số để tăng năng suất lao động, giảm chi phí. Con số và tỷ lệ này cần phải được cao hơn nữa, cần tăng theo cách số nhân chứ không phải cách số cộng. Thì năm 2045 tỷ lệ chi số GDP của Việt Nam. Ở Việt Nam hiện nay trong lĩnh vực ICT có khoảng gần 50.000 doanh nghiệp, hiện đang hoạt động với doanh thu cỡ khoảng 100 tỷ đô la Mỹ. Mục tiêu sắp tới là muốn có 100.000 doanh nghiệp. Và thay vì lắp ráp gia công thì chuyển hướng mới với doanh nghiệp sản xuất cho sản phẩm Việt Nam, giải quyết bài toán Việt Nam và từ đó đi ra nước ngoài. Và chúng ta các phương thức đều thấy tiềm năng cho phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam là rất lớn, không cần phải bàn cãi. Con người Việt Nam của chúng ta thông minh, sáng tạo, cần cù lao động. Một thị trường gần 100 triệu dân, công nghệ đi vào mọi ngõ ngách cuộc sống để tạo ra một quốc gia thông minh. Chúng ta có những thành công bước đầu trong khởi nghiệp sáng tạo và phát triển doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực trong thời gian qua. Trong lĩnh vực doanh nghiệp công nghệ, chúng ta sẽ cần có hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn doanh nghiệp công nghệ Việt Nam trong năm tới. Đây là bài toán yêu cầu đặt ra của chính phủ, thủ tướng chính phủ tới doanh nghiệp công nghệ Việt Nam. Và thứ ba, chính phủ cách mạng công nghiệp lần thứ tư là cơ hội vàng cho những ý tưởng sáng tạo mới, thay đổi từ kinh doanh. Với cuộc cách mạng số, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các nền kinh tế sẽ chuyển đổi từ mô hình tăng trưởng chủ yếu dựa vào yếu tố đầu vào truyền thống như lao động giá rẻ, đất đai, tài nguyên, vân vân, sang mô hình tăng trưởng do công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy. Các quốc gia đang xác định những con đường tốt nhất để khai thác cơ hội và giải pháp đối phó với thách thức đặt ra. Một cách mạng số, một cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng sẽ mang lại đầy đủ những cơ hội thách thức cho Việt Nam. Chúng ta, Việt Nam rất khách cần nhận thức đầy đủ về những thách thức to lớn và đối mặt. Nhiều ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động thì mất lợi thế cạnh tranh, thu hẹp sản xuất. Cơ hội của chúng ta trong cuộc cách mạng này đến từ chính nó, chính sự nỗ lực giải quyết thách thức đó, kết hợp với phát huy tối đa lợi thế của Việt Nam trong thời đại số, trong lĩnh vực nước ta hội nhập sâu rộng. Cho nên từ cái đại quan điểm như vậy, chúng ta thấy cơ cấu mạnh mẽ nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng trong chiều sâu, từ chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên lao động giá rẻ và công nghệ lạc hậu sang chủ yếu dựa vào công nghệ nhân lực chất lượng cao, đổi mới sáng tạo. Tôi tin tưởng rằng với không ít lợi thế về phát triển công nghệ, thông tin và kinh tế nguồn lực trên số vàng, Việt Nam dù đi sau vẫn có thể thành công nếu chúng ta nắm được cơ hội, có chiến lược đúng đắn, có chương trình hành động cụ thể, kịp thời triển khai thực thi, quyết liệt, hiệu quả. Thế này tôi quan ngay một đồng chí lãnh đạo các cơ quan các bạn hôm nay để nhận thức kỹ hơn vấn đề này để chúng ta hành động đồng bộ để chuyển đổi nền kinh tế. Vấn đề thứ tư, chính vì vậy mà chúng ta cần vượt qua rào cản và thách thức có bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. Với chủ đề hôm nay, khát vọng tầm nhìn để hướng phát triển vì một Việt Nam hùng cường và có với cuộc hành động sáng tạo Việt Nam, thiết kế tại Việt Nam, thì có làm chủ công nghệ và chủ động sản xuất, chuyển động phát triển
Liên hiệp công nghiệp Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức sẽ là một khởi đầu quan trọng, tiếp tục tạo động lực thúc đẩy phát triển hệ sinh thái các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam với khát vọng đưa Việt Nam trở thành cường quốc về công nghệ, sớm hiện thực hóa mục tiêu Việt Nam thành nước công nghiệp phát triển. Đây là những mong muốn của tất cả chúng ta, của dân tộc, của đất nước giao cho chúng ta. Chính vì vậy, doanh nghiệp công nghệ Việt Nam có nhiệm vụ nâng cao chất lượng, tăng trưởng, đưa nền kinh tế lên cấp bậc cao hơn trong chuỗi giá trị. Doanh nghiệp công nghệ Việt Nam cũng sẽ kính trọng cách dẫn dắt tình trạng chuyển đổi số quốc gia, xây dựng nền kinh tế xã hội số song song với tiến trình làm chủ thiết kế tích hợp và công nghệ lõi. Trong tiến trình này, doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đã thực hiện thành khẩu hiệu hành động sáng tạo tại Việt Nam, thiết kế tại Việt Nam, Việt Nam làm chủ công nghệ và chủ động trong sản xuất. Toàn bộ quá trình sáng tạo, thiết kế, tích hợp sản xuất, dịch vụ, làm chủ công nghệ, phát triển công nghệ tại Việt Nam và hơn thế nữa còn đóng góp công nghệ cho các nước. Chính vì vậy, tôi rất đánh giá cao nhiều vấn đề đã nêu ra các diễn đàn của các báo cáo hôm nay. Đó chính là những câu hỏi và thách thức hết sức cụ thể mà bản lĩnh trí tuệ Việt Nam sẽ giải quyết bằng những cái cơ chế chính sách và sự thúc đẩy mạnh mẽ tạo môi trường tốt để phát triển doanh nghiệp công nghệ. Cho nên những câu hỏi đặt ra như doanh nghiệp Việt Nam có thể giải quyết bài toán của Việt Nam mong ra nước ngoài được hay không? Trong khoảng 10 năm gần đây, những doanh nghiệp công nghệ hàng đầu trên thế giới đã có chiến lược xây dựng hệ sinh thái xung quanh các sản phẩm cốt lõi thế mạnh của họ để duy trì và phát triển lợi thế cạnh tranh. Người Việt Nam ta đã làm gì, tham gia thế nào và nâng doanh nghiệp công nghệ Việt Nam lên tầm khu vực thế giới bằng cách nào, đặc biệt tái cấu trúc công nghiệp và những sản phẩm công nghiệp quan trọng nhất từ thương hiệu của Hàn Quốc và nhiều nước khác đặt ra Việt Nam những thứ đó nào. Vấn đề như vậy rất lớn và chúng ta cần tư duy tầm chiến lược cũng như từ đó chúng ta có cho mình nhận và thiết kế chính sách để thực hiện mọi người thực hiện trực tiếp chính tại tập đoàn. Đó là thứ năm, với một cái tầm nhìn như vậy, nhưng tôi xin được nhắc lại, thời gian không chờ đợi, cơ hội không từ đến, cho nên phải hành động nhanh hơn, quyết định hơn trong thời đại kỹ thuật số. Chính vì vậy, việc bứt phá từ tư duy đến hành động, những phương thức kinh doanh cũ kỹ cần phải nhường chỗ cho phương thức kinh doanh dựa trên công nghệ và sáng tạo là một yêu cầu đặt ra tại những lần này đối với doanh nghiệp công nghệ và các tổ hình doanh nghiệp của Việt Nam. Chúng ta cũng cần nhắc lại câu nói cơ hội đến mà không bao giờ trở lại. Cái chúng ta cần làm và làm ngay là hành động và hành động kịp thời. Chính vì vậy, sau một con đường này, chúng ta sẽ nhận một sứ mệnh lịch sử với tên gọi phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam để vượt qua thách thức 70 trung bình đưa đất nước tiến tới sự thịnh vượng của toàn dân tộc Việt Nam. Và trong sứ mệnh ấy, các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam chính là người đưa lực chủ đạo với động lực tăng trưởng năng suất khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo nhằm thực hiện thành công chiến lược đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao chất lượng tăng trưởng của nước ta. Và những điều kiện cụ thể mà quý vị đã phân tích chúng ta đều biết là xuất hiện ở Việt Nam. Tôi nói ví dụ như là lượng người sử dụng internet, chúng ta đã thực hiện nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm
chúng ta đã có rất nhiều doanh nghiệp rất thành công trong lĩnh vực công nghệ, thông tin truyền thông ở Việt Nam như Vingroup, Trường Hải, Vinamilk, THT Milk, Misa, VC Group, VNT, VNTT, FPT, Viettel, CNC v.v. Những bài học kinh nghiệm như vậy chúng ta, không phải chúng ta nói thêm một cái lý thuyết, mà chúng ta đã có thực hành, chúng ta đã thấy cái tiến bộ chúng ta, đấy là nền tảng là niềm tin để chúng ta thúc đẩy mạnh mẽ hơn các việc thực thi sứ mệnh mà chúng ta đưa ra. Và chúng ta nhận thức được đã 30 năm đất đất gia công đến nay là đến lúc phải chúng ta có đủ điều kiện cơ bản để chuyển sang sáng tạo làm ra các sản phẩm và công nghệ Việt. Người Việt Nam chúng ta có đủ tố chất tốt để sáng tạo công nghệ và sản phẩm công nghệ. Chúng ta cần xây dựng và tuyên bố một cách dứt khoát rõ ràng một chiến lược phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, sáng tạo tại Việt Nam, thiết kế tại Việt Nam, Việt Nam làm chủ công nghệ và chủ động trong sản xuất Made in Việt Nam. Đó là tuyên bố của chúng ta tại diễn đàn. Từ thứ hai ấy chúng ta đưa ra một số giải pháp. Thứ nhất, đối với doanh nghiệp đóng vai trò quyết định, và chúng tôi cũng đề nghị tất cả các loại doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp công nghệ, thực hiện câu mà các ông ta cũng đã nói, có không mà chắc có ngày nên nghiêm. Doanh nghiệp cần nhận thức đúng về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, không phải đơn thuần chỉ thay đổi những gì chúng ta đang làm, mà thực sự nó làm thay đổi chính chúng ta. Chính vì vậy chúng ta khuyến khích các doanh nghiệp lớn đã thành công trong việc kinh doanh quốc tế về Việt Nam thể hiện tinh thần trách nhiệm dẫn dắt phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam. Các doanh nghiệp lớn của Việt Nam cần đạt sứ mệnh doanh nghiệp gắn liền với sứ mệnh quốc gia. Thì đây là doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp có ý tưởng lớn, kể cả doanh nghiệp sản xuất dịch vụ đều đủ các khả năng vươn ra để tham gia mà sản xuất chủ giá trị khu vực và toàn cầu. Chúng tôi nói vai trò doanh nghiệp lớn như thế để các cấp các ngành chúng ta nên quan tâm hơn nữa, dành thời gian hơn nữa cho phát triển doanh nghiệp nói chung và phát triển doanh nghiệp công nghệ nói riêng. Thứ hai, của chính phủ, các cơ quan quản lý nhà nước, tôi thấy rất nhiều đại biểu của doanh nghiệp, các nhà quản lý, nhà khoa học, kiến nghị cái này. Thì chính phủ mới làm gì? Chính phủ rất là bộ có liên quan. Thì trước hết thì tôi nói, chính phủ sớm ban hành 2019 chiến lược chuyển đổi số quốc gia nhằm hướng tới một nền kinh tế và xã hội số để tạo thị trường cho các doanh nghiệp công nghiệp. Và các đồng chí và quý vị đều nói, muốn có doanh nghiệp công nghệ, việc tạo ra thị trường là quan trọng nhất. Và như bạn Hùng đã phát biểu của mình cũng nhắc lại, chính phủ là bộ chi tiêu lớn nhất của một quốc gia. Nếu chính phủ mua sắm hướng vào sản phẩm công nghệ thì lại góp phần đáng kể nhất cho giai đoạn đầu để sinh ra các công nghệ, các công nghiệp công nghệ. Chúng ta có các bộ trưởng ở đây cũng nói cái này, để anh có một thị trường tốt cho các tỉnh cũng vậy. Thị trường chúng ta đấy, và tôi xin nhấn mạnh rằng không có gì lon tỏa nhanh công nghệ bằng sức mạnh của thị trường. Vì vậy
để Bắc In Việt Nam thành công, thì đầu tiên then chốt nhất phải là hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa, trong đó đặc biệt quan trọng đổi mới sáng tạo và khắc phục khó khăn của từng cấp, từng ngành và từng doanh nghiệp. Mọi doanh nghiệp, mọi ngành, trong nhân dân, các bộ ngành địa phương, tất cả các địa phương đều ứng dụng, dùng sử dụng công nghệ. Thì cách thứ nhất đó là thành công của các bạn. Còn nếu dân thì ứng dụng cái nét cũ vào trong quản lý nhà nước của quản trị đất nước, vừa là chậm, vừa là xuất thấp, vừa là không có thị trường cho cái dịch công nghệ. Và thứ hai là quý vị nói rất nhiều, đó là sửa thể chế chính sách. Tôi biết không cái này. Tất nhiên chúng ta thấy trong nhà vừa qua tổng thể chế ấy, tổng chính sách ấy, nhưng mà nhiều dân công nghệ vẫn phát triển tốt, chứng tỏ là có những chính sách tốt, thế nhưng ta vẫn tiếp tục hoàn thiện. Và đi liền với đó là chúng ta cần tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp công nghệ phát triển. Và tại hội nghị này, chúng tôi đồng ý cái chủ trương tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển là việc thí điểm xây dựng khu công nghệ, khu đổi mới sáng tạo có nội hàm là nơi thí nghiệm những cơ chế vượt trội dành cho doanh nghiệp công nghệ. Đây là vấn đề chính phủ xem xét xử lý giải quyết, tạo điều kiện cho doanh nghiệp công nghệ. Cho nên cái việc hoàn thiện khung chính sách pháp luật để loại bỏ cái chi phí không hợp lý trong các khâu từ khởi sự đến hoạt động sản xuất kinh doanh vân vân, để tạo điều kiện không chỉ đào tạo nguồn nhân lực, tạo điều kiện cho người Việt Nam ở nước ngoài về xây dựng sự sống của Việt Nam, mà đặc biệt quý vị nhớ mạnh cần phải đổi mới giáo dục ABC tiếng Anh cho học sinh từ lớp 1. Đây là việc rất cấp bách. Chúng tôi sẽ có văn bản trên bộ giáo dục đào tạo nghiên cứu việc đổi mới giáo dục dạy ABC, ABCD và ngoại ngữ bắt buộc từ cấp tiểu học để nâng cao năng lực tiếp cận và kỹ năng của người dân. Thì những vấn đề như vậy là thiết thực để công nghệ sinh thái hỗ trợ phát triển công nghệ. Và chúng tôi sẽ đưa ra một số vấn đề cụ thể như là liên kết những dịch vụ nghiên cứu của trường đại học với doanh nghiệp để thương mại hóa, kêu gọi tập đoàn doanh nghiệp lớn, các nhà đầu tư hình thành các quỹ đầu tư mô hình công nghệ, hay là xây dựng quỹ quốc gia để phát triển doanh nghiệp công nghệ của Việt Nam thông qua hình thức xã hội hóa trên cơ sở nghị định số 38 năm 2018 để đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy việc đổi mới dẫn dạy các môn học về khoa học công nghệ ở các cấp để nâng cao năng lực tiếp cận khoa học công nghệ. Đặc biệt quý vị rất nhấn mạnh là hôm nay chúng ta cần phải làm ngay làm sớm, đó là có một lớp kỹ sư giỏi của các trường đại học, của các ngành học nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách thu hút nhân lực nước ngoài, kể cả người Việt Nam ở nước ngoài đang hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp số, ủng hộ về nguyên tắc cho thí điểm triển khai các mô hình kinh tế mới, mô hình kinh doanh mới trên nền tảng số ở số địa phương, một số ngành, nghiên cứu tổng kết ở những thành phố được rất là tiện lợi.
kể cả luật pháp, kể cả chính sách. Không phải vì anh không quản lý được công nghệ mà anh đưa lên cái pháp luật tạo nên cái nhân bình đẳng trong học tập. Thì vấn đề như vậy chúng tôi cũng suy nghĩ rất nhiều và cũng có những cái biện pháp xử lý tốt hơn để tạo được cái kinh nghiệm công nghệ có thể tốt hơn. Thưa tất cả quý vị, tại hội nghị này tôi kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, thể hiện khát vọng xây dựng nền kinh tế tự cường, chung sức đồng lòng thực hiện sứ mệnh lịch sử, quyết không để đất nước chúng ta rơi vào cảnh thu nhập trung bình, quyết tâm xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Đó là một tinh thần lớn có kinh nghiệm công nghệ của chúng ta đóng góp. Chính phủ làm hết sức mình để tạo ra một môi trường tốt cho các bạn cùng học. Tôi xin chúc từ diễn đàn này sẽ mở đầu cho doanh nghiệp công nghệ Việt Nam thực hiện được mục tiêu như diễn đàn chúng ta đưa ra. Xin chào.